Với sân chơi tuổi thần tiên. Chương trình được thực hiện bởi Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn sữa TH Chumil. Và chị Tóc Tiên, chị Tóc Sù cũng như là bạn Thỏ Trắng rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình ngày hôm nay. Chị Tóc Tiên ơi, Tóc Sù đang rất là tò mò muốn biết là các bạn nhỏ sẽ làm nên sân chơi tuổi thần tiên của chúng ta ngày hôm nay sẽ là các bạn học sinh đến từ ngôi trường nào hả chị Tóc Tiên? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đoạn clip sau để biết ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với các bạn nhỏ đến từ ngôi trường nào đây. Xin chào các bạn, mình tên là Ngọc Hân. Xin chào các bạn, mình tên là Minh Đức. Xin chào các bạn, mình tên là Mai Sao. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bảo Châu. Mình tên là Minh Trang. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thùy Trâm. Chúng mình đến từ đội chim xanh, các bạn hãy cổ vũ cho đội chúng mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Công Phong. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tuấn Hải.
như vậy là chúng ta đã biết những bạn nhỏ sẽ làm nên sân chơi tuổi thần tiên của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đến từ ngôi trường nào rồi đúng không nào? Đó chính là các bạn nhỏ đến từ trường mầm non Đông Sơn, huyện Đô Lương. Và lúc này đây thì các bạn ấy cũng đang rất là háo hức muốn được tham gia vào sân chơi tuổi thần tiên. Và trước tiên chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cùng chào đón các thành viên đến từ đội Chim Xanh. Vậy là chúng ta đã được làm quen với các thành viên của đội Chim Xanh rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu những thành viên còn lại đến từ đội Song Nâu. Đến như vậy là các thành viên của đội Chim Xanh và đội Sóc Nâu với những trang phục rất là đẹp đã có mặt ở trên sân khấu rồi. Và lúc này đây thì các bạn ấy cũng đã sẵn sàng để cùng bước vào những phần tranh tài trong sân chơi ngày hôm nay. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi có tên gọi là Ai Khéo Tay. Và ở trò chơi này thì chúng ta sẽ cùng tham gia như sau. Mỗi đội sẽ chia làm 3 cặp đôi và ngồi ở 3 vị trí khác nhau. Và ở mỗi vị trí thì đã chuẩn bị rất là nhiều đất nặn. Và nhiệm vụ của các em là sau khi nghe hiệu lệnh của chị Tóc Tiên và chị Tóc Xù, chúng ta sẽ trở về vị trí của mình và dùng đất nặn để nặn những loại quả mà mình yêu thích. Và sau đó thì chúng ta hãy nhanh chóng đưa quả ấy về để trang trí vào đĩa. Và sau thời gian 3 phút, đội nào mà nặn được nhiều quả hơn, trình bày đẹp hơn ở trên đĩa thì đội đó sẽ giành chiến thắng và nhận được 2 bông hoa của bạn Thỏ. Bây giờ là hiệu lệnh từ chương trình. 3, 2, 1, bắt đầu! Nào, các cặp đôi chúng ta hãy trở về vị trí của mình đi. Và các em hãy dùng đôi bàn tay khéo léo của mình để có thể nặn ra các loại quả mà các em yêu thích. Chúng ta đã nhận được sự cổ vũ rất là nhiệt tình của các bạn khán giả rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta hãy hình dung xem, chúng ta hãy tưởng tượng bằng trí nhớ của mình, chúng ta hãy hình dung xem là các loại quả mà chúng ta yêu thích thì có hình thù như thế nào, màu sắc ra làm sao để chúng ta có thể nặn thật là giống em nhé. Trên đĩa của mỗi đội thì có rất là nhiều đất nặn với rất là nhiều màu sắc khác nhau. Và theo quan sát của chị thì chị thấy là đôi bàn tay của các bạn đang thoăn thoắt để có thể nặn lên những trái cây mà mình yêu thích. Nào, chúng ta hãy cùng nhanh tay lên nào. Các em ơi, để chiến thắng ở trong trò chơi này thì chúng ta cần phải có số lượng trái cây mà mình nặn ra được nhiều này, trình bày thật là đẹp ở trên mâm quả. Thời gian của trò chơi này sắp hết rồi, chúng ta chỉ còn những giây cuối cùng nữa thôi. Nào, bây giờ chúng ta cùng đếm ngược thời gian với chị nào. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi hai đội chơi Chim Xanh và Sóc Nâu tham gia phần chơi đầu tiên trong sân chơi tuổi thần tiên ngày hôm nay có tên gọi Ai Khéo Tay. Và đây là thành quả của hai đội. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng kiểm tra xem bằng đôi tay khéo léo của mình thì các thành viên của đội Sóc Nâu đã nặn được bao nhiêu trái cây và đó là những trái cây gì nhá. Quả chuối đúng không nào? Quả chuối. Một chùm nho rất là đẹp. Và cả là táo nữa, có quả thì nữa, rất là nhiều quả, còn có cả củ cải nữa các em ạ. Và chúng ta hãy cùng xem các bạn ấy đã nặn được bao nhiêu hoa quả các em nhé. 1, 2, 17, chúc mừng các thành viên đội Sóc Nâu với 17 hoa quả. Các em ơi, các bạn ở đội Chim Xanh cũng với những đôi bàn tay khéo léo của mình thì các bạn ấy cũng đã nặn ra được rất là nhiều loại quả khác nhau. Đó là quả chuối này, quả ớt cay này, quả ổi và quả táo nữa. Và để biết số lượng chính xác là bao nhiêu thì bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Xin chúc mừng đội Chim Xanh. Như vậy là ở trò chơi này với số lượng là 13 thì các bạn đến từ đội Sóc Nâu của chúng ta là những người giành chiến thắng. Các bạn ấy đã nhận được 2 bông hoa của bạn Thỏ. Chúc mừng các em.
Còn các bạn đội chim xanh ơi, chúng ta tuy kém may mắn hơn một chút thôi, tuy nhiên thì chúng ta cũng đừng buồn và chúng ta hãy cùng nhau cố gắng ở trò chơi thứ hai nhé. Và ở trò chơi đầu tiên này thì chúng ta cũng xứng đáng nhận được một bông hoa của bà Thỏ. Xin chúc mừng các em. Nhỏ thân mến, phần chơi đầu tiên thì phần thắng đã tạm nghiêng về đội sóc nâu. Và ở phần chơi này thì chị chúc cho đội chim xanh sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để có thể giành chiến thắng nhé. Phần chơi này có tên gọi là nơm cá. Ở phần chơi này thì nhiệm vụ của các bạn đó chính là các bạn sẽ vượt qua chướng ngại vật và sau đó lấy nơm bắt cá, bỏ vào giỏ của đội mình và sau đó truyền giỏ cho bạn khác tiếp tục công việc của mình. Trên đường mà chúng ta đưa cá về thì không được làm cá rơi ra khỏi giỏ. Các bạn phạm luật thì các bạn sẽ không được tính phần chơi đó nữa. Trong cái quá trình mà chúng ta đi nơm cá thì đội sóc nâu của chúng ta sẽ bắt những con cá có gắn chữ cái là E. Còn đội chim xanh của chúng ta thì sẽ bắt những con cá có gắn chữ cái là E. Chúng ta lưu ý các em nhé, nếu như chúng ta bắt cá mà sai chữ cái theo quy định thì coi như con cá đó cũng không được tính nữa các em ạ. Và bây giờ sẽ là hiệu lệnh từ chương trình. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên nào các bạn ơi. Thành viên đầu tiên của đội sóc nâu đã được cá và mang về cho đội của mình. Chúng ta hãy lưu ý và hãy quan sát thật là kỹ để bắt được đúng cá theo quy định. Đó là đội chim xanh sẽ bắt những con cá có chữ cái là E, còn đội sóc nâu của chúng ta thì sẽ bắt những con cá có chữ cái là E. Trên tay chị tóc xù lúc này đó chính là oi đựng cá của các thành viên đến từ đội chim xanh. Và để biết là số lượng cá bao nhiêu cũng như là các bạn ấy bắt có chính xác con cá được gắn chữ cái theo quy định là chữ E hay không thì chúng ta hãy cùng kiểm tra xem các bạn ấy đã bắt ra được bao nhiêu con cá đúng chữ cái là chữ E các em nhé. Theo như chị tóc xù quan sát ở đây thì các bạn ấy đã bắt được đúng con cá gắn chữ cái là E rồi. Và chúng ta hãy cùng kiểm tra xem là các bạn ấy đã bắt được bao nhiêu con cá nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17. Xin chúc mừng đội chim xanh đã bắt được 17 con cá. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng sang với chị tóc tiên và cùng kiểm tra xem đội sóc nâu thì như thế nào nhá. Rất là nhiều cá đúng không nào? Và theo như quan sát của chị thì các bạn ấy cũng đã lấy rất là chính xác chữ cái mà theo quy định là quy định về cho đội của các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đếm xem các bạn ấy đã bắt được bao nhiêu cá các bạn nhé. 14 và 15 là số cá mà đội sóc nâu đã bắt được về cho đội của mình. Như vậy nghĩa là với số lượng là 17 con cá thì đội chim xanh đã chiến thắng ở phần chơi này với 2 bông hoa từ thỏ trắng. Chúc mừng đội chim xanh! Và ở phần chơi này thì các bạn của đội sóc nâu cũng đã rất là cố gắng và các bạn ấy cũng xứng đáng nhận được 1 bông hoa từ thỏ trắng. Chúc mừng các bạn sóc nâu! Chủ
chúng ta đã vừa trải qua hai phần tranh tài rất là gay cấn và hấp dẫn đến từ hai đội chơi. Và lúc này đây thì các thành viên của cả hai đội chơi đang thể hiện sự ngang sức, ngang tài như nhau. Và mỗi đội thì đều đã nhận được về cho đội của mình 3 bông hoa của bạn Thỏ. Chúng ta chỉ còn một trò chơi cuối cùng nữa thôi. Trò chơi này thì sẽ quyết định là đội nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc trong sân chơi tuổi thần tiên của chúng ta ngày hôm nay. Và trò chơi cuối cùng của chúng ta có tên gọi là ném còn. Sau khi nghe hiệu lệnh của chị Tóc Tiên và chị Tóc Xù, chúng ta sẽ phải vượt qua chiếc cầu khỉ rất là khó khăn. Sau khi vượt qua chiếc cầu khỉ thì chúng ta lấy một quả còn ném vào vòng tròn ở phía trước. Và nếu như bạn nào ném được quả còn vào đúng vòng tròn đó thì chúng ta có quyền lấy một lá cờ và đem về cho đội của mình. Đội nào đưa được nhiều lá cờ về hơn cho đội của mình thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và ngay bây giờ sẽ là hiệu lệnh từ chương trình. 3, 2, 1, bắt đầu! Ở trò chơi này, nếu như muốn ném quả còn được trúng vào vòng thì chúng ta cần phải có một sự căn chỉnh và có một tầm ngắm chính xác. Như vậy chúng ta mới có thể đưa được quả còn vào đúng chiếc vòng. Cả hai đội đã đưa được về cho đội của mình. Và thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta cùng đếm ngược thời gian nào. 5 4 3 2 1 Nasser. Chúng ta đã vừa theo dõi các thành viên đến từ đội chim xanh và sóc nâu thể hiện sự khéo léo của mình ở phần chơi ném còn. Và đây là thành quả của các bạn ấy. Và chúng ta hãy cùng xem các thành viên đến từ đội sóc nâu đã ném được bao nhiêu quả còn cũng tương đồng với bao nhiêu lá cờ mang về cho đội của mình nhé. Cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4 và 5. Chúc mừng các bạn. Chị quan sát thấy là các bạn ở đội chim xanh của chúng ta đã rất là nỗ lực và các bạn ấy ném cũng khá là nhiều quả còn chính xác vào chiếc vòng đấy. Muốn biết chính xác là bao nhiêu thì chúng ta hãy cùng đếm với chị Tóc Xù nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Vậy là ở trò chơi này thì các thành viên đến từ đội chim xanh của chúng ta đã ném trúng 10 quả còn vào chiếc vòng và các bạn ấy đã mang được 10 lá cờ về cho đội của mình. Và các bạn ấy xứng đáng nhận được 2 bông hoa của bạn Thỏ. Chúc mừng các em! Các thành viên đến từ đội sóc nâu, các bạn ấy cũng đã rất nỗ lực và cố gắng. Và xin chúc mừng các em, chúng ta cũng nhận được về cho đội của mình 1 bông hoa của bạn Thỏ. Đến ngày hôm nay chúng ta đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái cùng với sân chơi tuổi thần tiên và các thành viên đến từ trường mầm non Đông Sơn, huyện Đô Lương. Các bạn ấy đã mang đến cho chúng ta những phút giây thư giãn thật thoải mái đúng không nào? Và các bạn ấy xứng đáng nhận được những phần quà từ chương trình. Đầu tiên đó chính là những chú gấu bông xinh xắn, ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chúc mừng tất cả các em! Và một phần quà nữa dành cho các thành viên của hai đội chơi, đó chính là phần quà của nhà tài trợ chính của chương trình, tập đoàn sữa TH Chumil. Xin mời Thỏ Trắng. Và với số lượng là 1 bông hoa thì các thành viên ở đội sóc nâu của chúng ta cùng với sự nhanh nhẹn, thông minh và hoạt bát của mình, các bạn ấy đã về vị trí thứ 2 trong sân chơi tuổi thần tiên ngày hôm nay. Và xin mời Thỏ Trắng hãy cùng dành cho đội sóc nâu một phần quà. Với sự đoàn kết khéo léo của mình thì các thành viên đến từ đội chim xanh của chúng ta với số lượng là 5 bông hoa, các bạn ấy đã về vị trí thứ nhất trong sân chơi tuổi thần tiên ngày hôm nay. Chúc mừng các thành viên đến từ đội chim xanh. Và xin mời
lời, thỏ trắng hãy cùng dành cho đội chim xanh một phần quà. Các bạn nhỏ thân mến, sân chơi tuổi thần tiên do Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng với trường mầm non Đông Sơn, huyện Đô Lương với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn sữa TH True Milk xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.